Dưới ánh đèn rực rỡ của đêm gala Winners the Euro danh giá, Ronaldo bước lên bục nhận giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển quốc gia. Trong niềm vui của một quý ông 37 tuổi, CR7 đã có một trong những bài phát biểu hay nhất sự nghiệp của mình. Tôi hy vọng mọi thứ vẫn sẽ ổn thỏa. Đó là một niềm tự hào. Tôi cảm thấy có động lực khi đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Họ có tương lai sáng lạng. Tất nhiên tôi muốn tiếp tục là một phần của đội tuyển tại World Cup và xa hơn là giải đấu vô địch châu Âu. Theo những gì mà Ronaldo bộc bạch thì Euro 2024 chính là giải đấu đỉnh cao cuối cùng của anh trong màu áo quê hương Bồ Đào Nha yêu quý. Điều này như một giấc mơ vậy, một giấc mơ tuyệt đẹp của những người yêu bóng đá thuần chủng, yêu Ronaldo, yêu thời thanh xuân mà bộ đôi Jose tạo ra. Năm đó, anh đã 39 tuổi, một độ tuổi khó tin để chinh chiến ở một giải đấu khốc liệt như đấu trường châu Âu, nhất là khi các dấu hiệu tàn khốc của tuổi tác đang từng ngày tấn công anh. Nhưng Ronaldo là vậy, anh sẽ không bao giờ đầu hàng cho dù đó có là sức mạnh ghê gớm của thời gian. Trong dòng suy tư về sự nghiệp lẫy lừng của CR7 và qua lời tâm tình chân thành về tương lai mà Ronaldo đề cập về chính mình, huyền thoại người Bồ Đào Nha hiện lên như một biểu tượng của sự trường tồn, lòng đam mê và tình yêu bóng đá bất diệt. Ở tuổi 38 dày dặn kinh nghiệm, kinh qua nhiều bụi trận, tưởng chừng Ronaldo sẽ an nhàn với cuộc sống tuổi xế chiều của một ngôi sao. Nhưng không, CR7 sinh ra là để chinh phục các thử thách mọc lên như nấm sau cơn mưa qua từng ngày. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, các gánh nặng cứ thế đè lên đôi vai của CR7 như thể chưa bao giờ vơi đi khối áp lực đó. Tại Bồ Đào Nha, Ronaldo mang nặng ân tình quê hương thủy chung, đất nước miền Tây lục địa già đã cho anh các nấc thang đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số. Anh yêu Bồ Đào Nha vô cùng, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả danh hiệu để thêm một lần nữa nâng cao chiếc cúp Euro 2016 cùng màu áo đội tuyển. Dẫu vậy, trên chính nơi chôn nhau cắt rốn, đắng cay thay khi vẫn có những người anti Ronaldo. Dù cho đó có là đồng bào của siêu sao này, họ vẫn sẵn sàng đạp anh xuống vực sâu mỗi lần Bồ Đào Nha thất bại, bảo anh trả đạp lên vinh dự quốc gia khi thấy CR7 ném tấm băng đội trưởng sau khi bị từ chối bàn thắng ở phút cuối trước Serbia. Họ đưa ra hàng loạt các bài học lịch sử để chứng minh rằng Urebio và Luis Figo sẽ mãi là rào cản mà CR7 không thể nào vượt qua được. Nhưng sau tất cả, nỗi niềm của Ronaldo dành cho dân tộc vẫn sôi sục theo từng bước chạy mà chân sút sinh năm 1985 trình diễn trên các sân cỏ châu Âu. Còn câu chuyện cầu thủ nào vĩ đại nhất trong bộ ba Bồ Đào Nha, Ronaldo, Urebio, Luis Figo? Thời gian có lẽ là thước đo chính xác nhất để trả lời. Sau khi Ronaldo giải nghệ, nhiều năm tiếp theo trong dòng hồi tưởng đẹp đẽ về anh, thế hệ hậu bối sẽ phán xét thích đáng nhất. Ronaldo nói mình muốn tham dự Euro 2024, đó có lẽ là ao ước giản dị của một con người yêu nước. Ronaldo lúc này ý thức được gánh nặng tuổi tác sẽ gây hại đến các đồng đội. Tâm thế sẵn sàng dự bị có lẽ đã được anh trang bị sẵn cho riêng mình. Nếu không được đá chính, Ronaldo sẵn sàng làm kép phụ ra sân, miễn là còn được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Viễn cảnh Ronaldo trầm ngâm trên ghế dự bị Bồ Đào Nha sẽ là nỗi buồn da diết đối với những người yêu mến anh suốt hàng chục năm qua. Nhưng dường như việc anh ra sân đá chính có là gì so với hình ảnh CR7 vẫn còn xuất hiện trên hàng ngũ Sele cao châu Âu. Điều đó chứng minh rằng anh vẫn còn sức để chơi bóng và chưa muốn dừng lại. Suốt quãng thời gian dài trong sự nghiệp của anh, người ta yêu anh là bởi sự bền bỉ đáng kinh ngạc đó. Từ những Rui Costa, Luis Figo, João Pinto, đến bây giờ là Bruno, João Felix, Diego Jota, không ai nếm trải được nhiều vết hằn thời đại với Sele cao châu Âu như CR7. Bồ Đào Nha đã nếm trải qua đủ tai ương và ngọt ngào chiến thắng. Bồ Đào Nha cần anh để trở thành dấu gạch nối của thế hệ, để kinh nghiệm siêu sao đủ sức vực dậy tập thể này. Ngược lại, Ronaldo cũng rất cần một Bồ Đào Nha để viết tiếp giấc mơ phục vụ quê hương vẫn còn ấp ủ trong anh. Euro 2024 sẽ diễn ra ở Đức, nhiều khả năng xứ sở bia hơi có thể là nơi lưu lại những dấu chân cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7. Anh từng nói mình sẽ chơi đến tận năm 41 tuổi để tận hưởng hết tất cả những vẻ đẹp của môn thể thao vua. Ở kỳ cúp châu Âu diễn ra vào năm sau, độ tuổi 39 mà anh đạt được sẽ tiệm cận mục tiêu cao cả đó. Câu chuyện của Ronaldo ở Bồ Đào Nha vẫn có thể là màu hồng, vì anh từ lâu đã quá quan trọng với các cổ động viên và nền bóng đá nơi này. Nghe đến Bồ Đào Nha là người ta nghĩ ngay đến CR7. Cho dù đã 39 tuổi đi chăng nữa, tấm vé triệu tập được gửi trực tiếp đến anh vẫn là điều xứng đáng. Đó như là một phần thưởng dành cho Ronaldo ở chuyến ga cuối cùng của chặng hành trình. Một hành trình lẫy lừng và giàu lòng trắc ẩn của một kẻ chinh phục vĩ đại. Dù vậy thì ở cấp độ câu lạc bộ, nơi không có tình yêu quê hương và sự che chở của đồng bào, mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn với CR7. Hãy cùng trở lại 90 phút trước Southampton tại ngoại hạng Anh khi anh vẫn còn ở Manchester United. Đó là trận đấu mà Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng để lại trên sân là nỗi buồn man mác. Thêm một lần nữa, cái tên Ronaldo lại tràn ngập trên khắp các phương tiện truyền thông. Thay vì nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ lẫn chuyên gia như trước đây, thay vì ghi được những bàn thắng,
thì giờ đây CR7 lại nhận về những chỉ trích, trách móc và thậm chí có cả những sự luyến tiếc cho anh. Ronaldo trước kia luôn nhận những lời khen, lời tán dương và liên tục xô đổ các kỷ lục. Nhưng bây giờ Ronaldo bị vây quanh bởi những lời ác ý, những bình phẩm tiêu cực, những sự chê bai và sự nghiệp của Ronaldo có vẻ như đang dần đi đến hồi kết. Ronaldo của trận đấu đó chơi bóng với đôi chân đã bắt đầu nhạy cảm, hụt hơi trong những tình huống quyết định, tốc độ cơ thể không còn nhanh nhạy và CR7 có cảm giác cô đơn trên hàng công MU. Thời gian là kẻ thù của các cầu thủ, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng có lẽ ít người ngờ rằng Ronaldo lại tụt dốc nhanh đến như vậy. Khi mới mùa giải đầu tiên quay trở lại Man United, Ronaldo còn là vô phá lưới của MU. Vậy mà chỉ mùa hè sau, tình thế đảo ngược đến chóng mặt. Nhưng dù ở tuổi nào, Ronaldo vẫn giữ nguyên khao khát cháy bỏng như độ tuổi đôi mươi. Ronaldo từng khiêm tốn nói rằng 20 năm nữa chưa chắc anh còn được như ngày hôm nay. Nhưng chỉ cần được ra sân và chơi bóng, phiên bản Ronaldo dù ở độ tuổi nào vẫn luôn hết mình và xứng đáng với sự ủng hộ của người hâm mộ. Ronaldo của trước kia và hiện tại luôn chọn cách im lặng trước chỉ trích. Sau đó cầu thủ người Bồ Đào Nha lao vào tập luyện, trở lại đội hình chính và ghi bàn. Nhìn chung thì Ronaldo đúng thật đã sa sút, không còn có thể tự mình làm hết. Nhưng nếu đồng đội có thể làm tất cả vì anh cũng sẽ không gây thất vọng. Một hướng đi khác là nếu Ronaldo trau dồi thêm kỹ năng và tư duy chuyền bóng để trở thành một tiền đạo build cấp lối chơi theo kiểu Harry Kane, anh sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhắc đến phong độ của Ronaldo tại Anas, đó là nơi CR7 vẫn chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ khi anh trận nổ trận xịt, lúc thì ghi bàn ầm ầm, lúc thì tịt ngòi vào chuỗi. Như lời phát biểu của anh ở buổi gala, Ronaldo đương nhiên là vẫn nỗ lực từng ngày để duy trì khả năng thi đấu đỉnh cao của mình. Ở Bồ Đào Nha, mọi thứ sẽ ổn hơn Man United hay Anas, nhưng có lẽ không có ngoại lệ nào dành cho Ronaldo. Từ đây đến năm 2024 vẫn còn rất nhiều chông gai chờ Ronaldo ở phía trước mắt. Giấc mơ về ngày Ronaldo đặt chân lên bục nhận huy chương tuy rất đẹp, nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế để xem CR7 có khả năng đó hay không. Tuổi tác đã níu kéo đôi chân của CR7 ở Bồ Đào Nha. Sự cơ động suy giảm của Ronaldo được Roberto Martinez bù trừ bằng việc yêu cầu các vệ tinh xung quanh Ronaldo hoạt động với công suất lớn hơn, nhằm tạo đất diễn cho lão tướng 38 tuổi. Nhờ đặc ân to lớn này mà nhiều khả năng khi đã 39 tuổi, kinh nghiệm và bản lĩnh siêu sao của anh 7 vẫn có thể được trọng dụng. Muốn duy trì được phong độ để cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì CR7 phải làm tốt ở cấp độ câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út. Ronaldo sẽ không kết thúc sự nghiệp của mình tại Anas, anh ấy sẽ trở lại châu Âu. Đó là những gì mà huấn luyện viên Rudy Garcia nói về Ronaldo. Và cho đến lúc này, chúng ta đang cảm nhận điều đó đang tiến dần đến thực tế. Anh có thể trở về Bồ Đào Nha, chơi cho Sporting Lisbon nhằm tìm kiếm một môi trường cạnh tranh hơn để duy trì phong độ. Chỉ có vậy Ronaldo mới giữ được phong độ lâu hơn nữa để làm cơ sở hướng đến Euro 2024. Và cuối cùng là cơn ác mộng chấn thương cần rời xa CR7 trong những năm tới. Đương nhiên là về yếu tố này, Ronaldo vẫn tránh được bởi chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Nhưng càng lớn tuổi thì nỗi lo thể trạng vẫn khó tránh. Ronaldo dù vĩ đại và bền bỉ, nhưng cho đến cuối cùng vẫn không thắng được thời gian. Sức mạnh vĩnh hằng đó của tạo hóa đang lấn lướt dần CR7, cho nỗ lực tột cùng mà Ronaldo đang bộc phát nhằm kéo dài sự nghiệp. Anh sẽ lấy Euro 2024 là mục tiêu như một cách để trả lại ân nghĩa quê hương đã che chở anh thuở Hàn Vi, đã cho anh cuộc sống và niềm đam mê trái bóng tròn. Mong ngày CR7 treo giày, anh sẽ nhận được sự tán dương của hàng vạn khán giả và nụ cười mãn nguyện khi nhìn lại sự nghiệp vẹn toàn.